Có ai đánh rắm bằng bím được không chị? Ủa? Có gì mà chị cười? À có rồi chị có. Không, cái đấy nó không không phải phải gọi là là nó đúng không phải rồi, gọi là đánh rắm mà là do là nhiều khi là mình ra vô nhiều á, vâng. cái chỗ đó nó bị dồn nén cái khí ở phía bên trong. Thì Được. khi mà thằng em dai ra ra khỏi đường hầm tình yêu á, thì bắt đầu là nó sẽ thằng Đẩy bé không nó khí sẽ bị ra. đẩy không khí ra và nó Vâng. sẽ phát ra cái âm thanh, Không, nhưng chứ không phải là tại sao lại thế? Bởi vì cái đứa người yêu cũ của em nhá, nó không bao giờ nó đánh rắm đâu. Mà cái đứa người yêu mới này nhá, cứ được một lúc mà kiểu nước nó ra ấy, nó cứ ộp à ộp à ộp à ộp à, ghê lắm chị ạ. vì nó rộng quá. Có hai trường hợp, một ấy là của cô đấy bị rộng, Vâng. hai ấy là của em bị nhỏ so với cái kích thước của cô ấy. Dạ. Thì nó khi mà em đi ra đi vào nó sẽ mang đẩy một cái lượng không khí vào bên trong thì nó sẽ dồn À, tích vào bên trong em hiểu rồi, nó giống như đó. cái bơm xe, như cái Đúng piston rồi, đúng không? đúng rồi. Xong đến khi mà em rút ra một cái là bắt đầu nó sẽ Đẩy ngược lại. Em gọi hiểu là ý nó rồi. gọi là hiện tượng cô bé giải phóng không khí thì nó phát ra À, những cái tiếng ộp 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 ộp, thì em chứ cứ không phải tưởng đánh là rắm đúng không? đúng Không rồi, phải. Ừ, thế em yên nó tâm không gây rồi. mùi đâu em ạ. Thế em cứ em sợ mùi với em sợ kiểu cái bím quái thai ấy. Không không sao cả, đấy là vấn đề cái hiện tượng bình thường em nhé, Dạ. không phải vấn đề gì cả. Thế chị có bao giờ kiểu ộp ạp như thế Có không? Có. chị Thế cũng vậy có của mà, người yêu chị cũng nhỏ hay như nào? nhỏ đúng rồi của người yêu chị bị nhỏ. Thế chị xem đây, của em với người yêu chị của ai nhỏ hơn? Này chị xem không? Đâu cái gì Dạ, đây, dạ đây đâu ạ. Đây. đâu mời em có hay đi ra ngoài ấy để giải quyết cái nhu cầu sinh học địa lý của mình không? Cũng thỉnh thoảng ạ, tuần một hai lần. Thế hả? Thế thì mình có hay tiếc tiền khi mà có lần chỉ được khoảng 3 đến 5 phút không? Có ạ, cả tiền phòng rồi 500 ấy. Ồ thế á, nhiều Vâng. vậy hả? Vậy thì bây giờ chị sẽ chia sẻ cho em một cái bí kíp. Đó là trước cuộc yêu khoảng tầm 30 phút thì em hãy ngậm cho chị một viên kẹo đổi gió, thì sẽ khiến cho thằng em trai của mình ý, nó sẽ đần đẫn này, gân guốc này, to hơn, dài hơn, tăng size, tăng kích thước lên một chút. Đó, ngoài ra thì em chiến 2-3 hiệp mà vẫn chưa muốn dừng. Cái cảm xúc của hiệp 2, hiệp 3 y chang so với hiệp 1, và khiến cho chị em là có một cái đêm nhớ mãi không quên. Vâng. Đó, ngoài ra nếu như là em muốn kéo dài thời gian yêu thì em có thể là bôi một chút cao xỉn số vào đầu thằng em trai của mình. Đó thì nó sẽ kéo dài cái thời gian yêu của mình từ 2-3 phút lên tới là 20 đến 40 phút. Đó, khi nào mà em muốn ra ấy thì em phải dập nhanh, dập mạnh, dập với tốc độ cao thì mới có thể ra được. Vâng. Đó, và khiến cho chị em là thăng hoa 3-4 lần trong một cuộc yêu. Vâng. Đó. Anh em nào mà cần tư vấn về bộ đôi hoàn hảo cao xỉn số và kẹo đổi gió thì các anh hãy inbox hoặc là cho Phương số Zalo, Phương sẽ tư vấn chi tiết cho các anh nhé.